cái nhánh tím tím mà tiếc. Ừ, nhánh tím tím mà đẹp nè. Đúng rồi, nhét vô cái bình luôn. Ờ, nhét chung dưới này nè. Sử chả một em. Lấy lá luôn nha. Ừ. Nó dài dài đi. Dài dưới. Trời ơi. Mấy cái nụ nào đẹp đẹp á. Nụ chưa nở cả kế luôn kìa. Ừ. Được rồi mẹ. Thấy mấy cái cây kia nữa đi. Đỏ nó tươi rồi, được rồi. Ừ. Chú cắm hoa các bạn, cắm là bình hoa đẹp lắm đó nha. Bữa nay là đám giỗ ở Mỹ đó, cắt bông để cắm hoa làm đám giỗ. Quá trời là đẹp luôn á trời. Ôi. Chừng nó gãy nó nụ hết. Giờ lên. Ủa cái cây, ơi cái bông trắng nó đẹp. Bông trắng kìa. Ui, hồi năm ngoái nó mới. Đây là mẹ mình với bé Thanh rồi, đây là tất cả mọi người đang chuẩn bị để một cái đám giỗ. Các bạn thấy mình làm bánh bèo, bánh nếp trần, mẹ thì làm gà. Mẹ làm cà ri gà hả mẹ? Cà ri gà. Ồ, cà ri gà nha các bạn. Cà ri gà để ăn đám giỗ. Gà cũng ngon quá. Ừ. Gà bữa mua phải không? Ừ. Ừ. Đám giỗ nha các bạn nha, đám giỗ ở Mỹ nha. À, mẹ làm mấy món? À, con 4 món. 4 món. 4 món gì? Bánh nếp trần, à, cà ri gà. Cà ri gà. Bún xào. Bún xào. À, bao tử thì nước mắm. Bao tử khìa nước mắm. Là 3 món hả? 3 món. Cái gì nữa ta? À, canh hủ qua. Ờ, canh hủ qua rồi 4 món. Thịt rồi 4 món, bánh bèo, bánh nếp trần. Bánh bèo, bánh nếp trần với Thanh làm. Đơn giản 4 món. Hả? Đám giỗ. Đám giỗ cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Góc mỡ dục hết. Ừ, dục mỡ hết đi. Rồi đúng rồi mẹ.
Rồi xin chào quý vị khán giả. Bữa nay nhà mình có một cái đám giỗ, làm đám giỗ cho bà ngoại. Những cái năm trước á, thì mẹ ở trong gia đình á, thì có làm thường lắm. Năm nào cũng làm, nhưng mà đây là cái năm đầu tiên mà mình ăn đám giỗ chung với gia đình. Đó là sự từ những năm trước mẹ làm thì mình ở bên Cali á, chứ mình không có ở đây. Thì bây giờ đơn sơ thôi, những cái món mà đơn giản giống như thuần túy của người Việt Nam mình hay làm đám giỗ mà hàng năm á quý vị. Cà ri gà, bún xào, lòng gà, bánh bèo, lòng no, ruột á, ruột mình phá lấu, dạ phá lấu. Rồi nhất là cái món khổ qua dòng thịt là những cái món mà thông dụng nhất. Ở kia là mình có tráng miệng thôi. Rồi xin mời cả nhà cùng dùng với bầu trời Cali nha. Đám giỗ ở Mỹ. Xin mời. Mày mặc rau câu sơn thủy của tôi chưa? Đẹp quay rồi. Đẹp quá trời. Đẹp. Rau câu Tuyết làm, bánh bèo với Thanh làm. Những món này thì mẹ làm. Tôi gì? Món này thì đặt chồng. Này thì đặt làm. Ở nhà đặt luôn chồng các bạn. Tuyết làm. Quá đẹp. Đặt chồng Tuyết cắt không nhận. Cái vườn bông ra ngoài hả, thấy cây nào là mình hái cây đó. Trời ơi, mình bông quá đẹp luôn các bạn ha. Đẹp bông vô con nổi luôn á. Bây giờ nó nở kìa. Nở. Khi mà cắt ra ngâm vô nước thì nó nở, cái bông nở ra các bạn, hồi nãy cắt đâu nở đâu. Ngộ ha, giờ nó mau tàn, nó mau nở, mau tàn. Thôi thôi ăn đi, mệt nó bụng quá. Bây giờ mình ăn gì trước ta? Ăn gì ăn sao trước? Thôi ăn cà ri trước đi. Ta ăn đột khô trước, ăn đồ uống cuối cùng. Lâu lâu trước. Cái chén nó sạch. Lâu là mình không ăn cà ri luôn đó bạn. Bữa hôm mới nói tức thì thôi mà, bữa hôm nó bữa nào nấu cà ri. Ừ, lâu không ăn cà ri cả. Ăn cà ri của mẹ đi. Mẹ nổi tiếng là nấu cà ri đó. Thấy cái màu thấy khoái rồi đó. Mình thì mình khoái cái món phá lấu này. Có thì khoái luôn. Người món mỗi người khoái món gì? Đạt khoái món nào ta? Để tôi đón nha, để tôi đón Đạt cái món này nha. Ông Đạt hả? Món này. Bún xào. Để chưa nữa kìa. Đắp cho mẹ kìa, mẹ ăn gì mẹ? Không, để mẹ ăn mà. Anh, yes, trong các món này anh sẽ ăn món nào đầu tiên? Cà ri. Ủa vậy hả? Đó lộn. Không, ổng nghe rồi. Ổng nghe ổng cố tình. Mà le lắm. Nhưng mà nguyên cả cái bàn này dĩ nhiên là cái món cà ri là nổi bật nhất rồi. Wow, ngon quá. Chấm thử miếng cái ngon quá các bạn. Béo lắm. Mẹ nó ngon quá. Cà ri. Ừ, béo. Béo mà vừa ăn. Vừa ăn. Ngon. Rồi con mời mẹ, mời anh Tứ. Quá chất lượng. Giớt củ khoai này, khoai lang tím anh thích đó, lộn khoai lang đỏ đó. Khoai lang đỏ hả? Đám giỗ bên Mỹ khác với đám giỗ Việt Nam một chỗ á. Là hầu như là ít mời ai đến nhà lắm các bạn. Thường là trong gia đình thôi. Còn ở Việt Nam thì hay mời mỗi lần đám giỗ là hoành tráng lắm nha. Gà vịt gì nếu mà ai mà nhà rộng mà đông người á. Làm một mâm cỗ khủng hoảng luôn. Rồi người hàng xóm tới phụ. Phụ làm phụ này quy rồi người ta đi đám giỗ xong cái là bỏ vô cái bịch đó. Mỗi người một chút, ví dụ như bánh ít nè, rồi một chút cái này cái kia bỏ vô xe hoặc là xách về. Nhất là ở dưới quê. Đúng rồi. Thường là dưới quê đó vậy. Đến ăn đám giỗ xong là xách quà về nữa. Cái này là mẹ nấu, là mẹ nấu mỗi thứ có chút xíu thôi đó. Tại biết nhà mình ăn có một cử à. Hồi nhỏ mình ở Việt Nam á, là mình người sống vô gia cư. Cho nên cái vụ đám giỗ trong gia đình là cái vụ cũng có rồi đúng không? Sau này lớn lên á, mình mới nghe biết cái vụ đám giỗ này mình cảm thấy nó giống như một cái buổi tiệc ăn mừng vậy đó. Ghi nhớ cái ngày ông bà mất. Đối với mình á, nó giống như buổi tiệc ăn mừng vậy đó. Phải lắm ngon quá. Bún gạo xào lòng gà hả mẹ? Ừ đúng rồi, mẹ gà. Mề gà đó. Ngon. Mề gan. Quá ngon. Bánh tương chưa nè. Là cà chan chứ là. Ừ, cà ri ngon quá. Vừa ăn không sao. Ông đang thèm cà ri quá mà bởi vậy. Nó mặn á. Mặn phải không? Kệ nó. Nó tương mà phải không? Nó tương mặn. Tự nhiên lấy cái ớt mà. Ngon. Cà ri tiếp. Nữa hả? Thì trong đây làm bún rồi chắc ta không ăn rồi nè. Trời, nó chặt
bánh bèo cũng không ăn nè, bánh bèo à, bún ngon, khổ qua cũng không ăn nè, ăn miếng cà về ăn cà ri với là miếng lòng phá lấu là hai món bầu trời cà ri sẽ ăn ngày hôm nay. Còn cái kia thì để từ từ, bây giờ mình ăn những cái món mình thích trước phải không? Tôi sẽ ăn hết, món nào cũng ăn trừ món bánh mì thôi. Ủa kìa, ăn cà ri không thôi, ăn bánh mì làm chi? Trời, ngộ vậy? Ừ, no, no rồi thôi. Vậy ta mới ăn được nhiều. Cà ri này các bạn biết không? Bún nó đi. Ừ. Để vô chan cái nước cà ri vô. Ừ. Ngon lắm nha, ừ, cũng rất là ngon. Trời ơi mẹ ơi, trời ơi mẹ ơi, mới ăn có chút ép rồi ngồi chăm thêm rồi. Mẹ ngon cho ăn tiếp. Ngồi ăn đi. Các bạn thấy mẹ nó chu đáo kìa. Công nhận. Súp bò mồm. Gà ăn ngon ghê. Thịt nó ngon. Ủa vậy là có đồ ăn hết trơn á. Mấy giờ mẹ thức nè? Bữa nay tới 8 giờ. Trời ngủ quên. Con đi mốt mẹ đi không tới ngày đi làm chắc ngủ quên luôn. Tự dậy trễ quen á. Đúng rồi. Nhưng mà trời mưa nữa nhìn nó ca, cho dù 7 giờ mình nhìn cũng thấy giống như là 5-6 giờ. Nó bún xào lòng gà. Nó thử sao á. Nó phần lòng gà có gì không? Nhìn ngon có rau cải rồi vậy. Trang phải kiểu từ đó trang mắm nước mắm ngọt kìa, chén mắm bên kia rồi đó. Đó. Giờ mình sẽ ăn cà ri. Bây giờ mình hai món rồi đó, giờ mình sẽ qua món thứ ba. Chò cà ri là ngon nhất là cái khoai lang á. Nấu mù khoai mà không có bể không? À, bí quyết sao vậy mẹ? Nó chín không bể. Chiên. Chiên. Vậy, anh thấy ở bên mẹ làm mà. Chiên. Không bể. Chiên trước không bể ha, ngon. Nấu bỏ vô là chút xíu tắt lửa không có quậy gì. Giờ mẹ phải nấu mấy cái chín hết đúng không mẹ? Cái cà ri gà hình như là mẹ có ướp thịt gà đúng không? Ừ. Hèn chi ăn cái thịt gà nó nó có cái vị chứ nó không có bị lạc. Bữa nay bên Việt Nam mấy cậu cũng là làm đám giỗ, cũng có quay clip. Đám giỗ xong rồi thì bên đây là lúc nào bên Mỹ cũng đi trước đi sau Việt Nam 12 tiếng các bạn. Có nghĩa là Việt Nam là đi trước 12 tiếng. Cà ri ngon quá, phải ăn miếng bánh mì. Có nghĩa là tới ngày mà New Year, có nghĩa là ngày năm mới á, là Việt Nam sẽ đón cái New Year trước và Mỹ sẽ đón New Year sau. Bỏ. Rồi mình thử phá lấu đi. Đây món thứ hai. Phá lấu giống cái phá lấu bữa ông làm mà. Dạ hả? Ừ. Ờ đúng rồi. Có tử. Bún xào trộn với cà ri ăn cũng ngon. Đúng rồi, trộn cà ri vô. Bún xào cà ri. Bún xào cà ri. Bún xào cà ri. Phá lấu ngon. Không nhận cái cây màu đỏ này nè. Không nhận hả? Đẹp quá. Đẹp, dễ sợ đẹp luôn. Cái gì? Cây màu đỏ này, cái lá này. Ờ lá rồi. Ừ. Bông nó đẹp. Cái bông nó có chút xíu à, nó đẹp nhờ cái lá của nó nè. Lá màu tím. Lá màu tím. Đỏ bầm, dạng đỏ bầm á. Bông thì màu trắng với gì. Ừ, đẹp ghê. Lá vô mấy cái cây đẹp nữa nha. Nguyên cây nó chân không cũng đẹp nữa. Đẹp ghê. Ừ, bông nhỏ. Bình bông thì mà ra ngoài mua là mấy chục đồng. Bèo lắm là phải 50-60 đồng. Ủa, ở ngoài có bán hoa tulip không? Có. Ờ có luôn hả? Mà ý là mình mua mà nguyên một bình mà người ta cấm thẳng vậy á. Phải từ mấy chục đồng trở lên. Hoa bên Mỹ bán mắc lắm các bạn. Mấy cái bình bông mà nhỏ trong mấy cái chợ Mỹ bán mấy chục đồng một bình không á. Đâu có rẻ đâu. Mà nhìn cũng không có đẹp đẽ gì hết. Thì đó. Mấy chục đồng á. Hồi xưa tôi đâu biết cấm đâu. Đi ra ngoài mua không. Bây giờ mình ra ngoài mình cần mình chỉ mua bông về mình tự cấm. Nó cắm đẹp nha ha. Quá đẹp. Kiếm một nhỏ. Nhưng mà chỉ cắm được trong mùa này thôi nha các bạn. Mùa này hoặc mùa hè thôi chứ mùa đông không có cái lá nào. Ừ đúng. Nhưng mà cái cây vô chỗ mẹ, cái cây của mình đi cái cửa đi vô á, là đông hè vậy lúc nào không có lá. Ừ. Cái cây đó là cái trái đỏ đỏ đó ha anh. Ừ. Cây đó đó phải không? Cái cây đó nó không có bị rụng lá. Ừ. Nhưng mà nó lại không có bông huyết cũng gì hết á, có trái đỏ đỏ nhỏ xíu vậy thôi à. Trái đó cho Noel đó. Noel năm nay là cắt cái cây bông nó được.
Không mà để cái cây đó để chân kèm vô vậy đẹp nè. Trái châu hả ta? Phải nói không? Ừ, trái đỏ đỏ đó. Nhưng là trái châu Noel đó hả? Ừ. Ủa vậy luôn á hả? Cái đó đó. Tí tí à, giống như hồng nút vậy. Ừ, thấy màu đỏ vậy nè, mà Noel không thấy lúc nào mà chúng ta cũng kèm với mấy cái bông giả nó có đỏ 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 lên con không? Là cái trái đó đó. Là cái này là trái thiệt luôn. À, thì ra là nó cũng là một trong những biểu tượng của mùa đông đó hả? Ừ. Hàng chi cái lá nó không có rụng thấy không? Không, mùa đông vẫn bình thường, không chết không gì luôn. Ngộ ghê á, hàng chi. Từ những cái cây khác là lá rụng, còn cái nào cũng nó là còn cái lá, nhất là cây thông với cái cây đó. Là lá thì còn. Cái này bông của nó nè. Bông có đó, bông nó ra. Bông nó ra cái nó nở. Ồ, đã vậy ta. Nó đỏ hoài luôn trừ khi có trường hợp. Ủa là nó đó hả? Đó thì cái đó. Đó, mấy cái này nè, đó thì nó sẽ từ từ nó ra bông. Ừ. Từ từ nó ra bông, bắt đầu cái bông của nó rụng cái nó còn là cái chính giữa. Chính giữa nó là cái hột. Giờ mình ăn tiếp món thứ 2, thứ 3 và món thứ 4. Trời. Từ từ rồi, có qua chà bông, có lộn. Có qua dùng tâm. Ăn rồi chắc thì là ngon ghê. Con ăn rồi. Ngon. Cà ri ngon lắm, ngày qua ăn nữa à. Mặt bây giờ ăn cà ri không? Cái món cà ri rất là khó nấu nha. Phải không mẹ? Mẹ chỉ cho mẹ, bí quyết sao mẹ? Cà ri thì ai biết? Nói chung nấu ai nấu cũng được, nhưng mà sao mà có cái độ béo mà nó vừa ăn. Này cũng ngon, trong gia đình không mà, cho nên làm sẽ giống giống với nhau. Cà ri đều phải ngọt ngọt. Ừ, cà ri phải nêm ngọt quá. Nêm ngọt, ăn với bánh mì nó ngon. Mà béo nữa. Ăn đi con. Bây giờ ở trong gia đình mình hoặc là trong những cái tiểu bang khác hiện tại giờ cũng còn đang đóng cửa các bạn. Có một vài tiểu bang thì đang cũng cho mở cửa lại rồi, nhưng mà những cái cơ sở mà làm ăn mà cần thiết á, còn tiệm nail thì hầu như là đa số cũng chưa có nhúc nhích gì nhiều. Cho nên là những cái ngày thường á, cũng như là ngày thứ bảy chủ nhật nè, chút hát luôn đi. Ủa nay thứ mấy vậy? Thứ sáu cũng là cuối tuần rồi, cũng là weekend rồi. Nhưng mà trong thời gian này ngày nào cũng là quýt chèn hết chứ. Thì ngày nào cũng là quýt can. Mình hứng ngày nào là mình hát ngày đó. Ngày nào không nhậu được. Bây giờ cảnh sát kêu cảnh sát tới nó cũng không thành tới nữa. Mày không cho tao hát tao cho chết tao chết. Không thành tới nữa. Thế người ta ở nhà ta coi như là bị coi như áp lực đến nỗi mà người ta phải đi ra ngoài biển á. Ừ. Cái vấn đề là chủ nhật tuần này nè là mình nóng đến 70 độ, trời rất là mát á, người ta sẽ đi ra ngoài đường tùm lum lá, sẽ có một chương trình nướng ngoài sân. Nhưng mà cũng nhiều cái khu vực nó cũng đã không có bị áp lực bị cấm nữa rồi. Các bạn biết á, lockdown cấm cấm vậy á, chợ được mở cửa mà đặc biệt nha, những cái chỗ bán bia rượu được mở cửa luôn, để chi để người dân có thể mua mà để ở nhà có thể là xả stress hoặc là giải trí, chứ giờ kiểu không cho nó là mệt mỏi. Bạn thấy là đó vậy thôi. Nói chung những cái gì mà về phục vụ đời sống hàng ngày á. Đời sống hàng ngày là họ cho hết. Tiệm mà giặt ủi á vẫn mở cửa luôn nha. Rồi phải vậy thôi. Không, đời tại sống vì có nhiều người ta đâu có giặt đồ ở nhà, người ta phải đi ra ngoài. Đúng rồi. Dry clean này kia mở hết. Mà chỗ mà làm đẹp, massage hay này kia là nằm mơ. Chị nên các bạn trẻ nào muốn trong tương lai mở cái tiệm cho mình đi không? Muốn biết cái gì mở cái tiệm gì là coi như có ăn quanh năm suốt tháng trong thời gian này. Cho dù coi như cả nào cũng có ăn đó, là các bạn coi cái thời gian này nè. Đừng nhảy vô tiệm nail. Chắc chắn. Những cái gì mà về phục vụ đời sống là ok là đấy, không bao giờ. Cỡ nào cũng chết cũng mở cửa hết. Những gì liên quan tới phục vụ đời sống là được. Tự ai cũng cần phải ăn, ai cũng cần đúng phải mặc. Ai cũng phải cần chi tiêu nó vậy. Những cái nhu cầu hàng ngày á là sẽ được. Giống như nhà hàng, không có cho mình ngồi trong tiệm nhưng mà vẫn bán take out được. Nhưng mà quán bar rượu là đóng tiệc luôn. Đúng không? Vô đó uống rượu mà, ra cho, tụ tập. Về nhà uống, cái đó là dạng giải trí thôi, về nhà giải trí. Cho nên nó bán bia về nhà đó. Không, người Việt Nam mình hồi xưa đó, có coi như lúc Việt Nam mình qua đây nhiều đó. Là thật sự ra là mấy cái ngành nghề nhiều nhất của Việt Nam mình đó là mở tiệm rượu. Và mở tiệm giặt ủi, mai giặt ủi, rồi làm sand floor, rồi làm nail, đúng không? Nhưng mà cái nail á, trở thành nó càng ngày nó càng vượt qua hết những cái kia là bởi vì cái nail dễ lấy bằng. Rồi cộng với lại mấy đứa trẻ đó, ở bên Việt Nam qua đây nhiều quá đó. Không chết. Thì trên cái nail mình nó trở thành nhiều vượt khỏi mấy cái kia là như vậy thôi.
Với nhiều tiền mở, mình mở cái tiệm rượu, cái bằng cấp để mở cái tiệm rượu rất là khó. Vốn nhiều vốn nhiều mà chỉ có một người làm chủ thôi. Còn nail thì có coi như cả hàng chục người làm. Lý do đó mà nail nó vượt qua. Bây giờ là vượt cái ngành nghề mà nổi tiếng là nail là người Việt chùm. Bây giờ giặt ủi là người Korea. Giặt ủi nha. Còn người Ấn Độ là cái gì làm cây xăng, cây xăng, cây xăng ly cờ, mấy cái ly cờ bán bán dạng như thịt bán lẻ các bạn, giống tập quá vậy đó, quá. Là những người Ấn Độ làm chậm, thấy ghê không? Mà nail là Việt Nam, Việt Nam mình chậm. Ăn tráng miệng, ông gì ông ngưng người mập địch. Nãy giờ nói nhiều mà thấy ăn mấy chân bún rồi nha. Đúng rồi, ăn nhiều, ăn nhiều mới nói nhiều. Ăn bún cà ri thiệt. Tao có hai chén xong rồi thấy mập. Ăn vậy thôi đó, ngộ ghê mày. Ăn ít dễ sao? Tao hai chén cà ri với miếng bánh mì rồi, hai không. Hai cục. Hồi nãy bà vợ nói đúng không? Đạt thích bún. Nhưng mà tại trong này có món ngon cà ri cho nên thấy hai cái ráp lại thành bún cà ri. Mẹ. Mẹ nè. Chưa, pha lấu. Có mình mẹ ăn hết hả? Cái đu đỏ này nó chát mới ngon nha. Đúng rồi, phải chát. Nó chát đó. Chát không? Chát mà. Đúng rồi, đủ chát mà. Chát cũng ăn uống mà đơn giản uống mấy cái rượu là dễ, rất là dễ ăn, ăn vô ngon. Thấy nó thích ăn ngọt, ăn ngọt. Tôi thích ngọt không chua. Thích ngọt. Ngọt chứ béo. Béo là dừa đó hả? Nước cốt dừa. Dừa. Ê! Đem vào đây chứ mày còn để đó nữa. Ủa chứ phải uống rượu hả? Rượu có cái đó cũng chịu lửa mà. Chế lên nè. Làm cho trà đá mà hiền ghê, để dưới. Rồi để đi. Thanh là thánh trà đá. Thánh trà đá. Mày uống rồi, có trà đá không? Rồi mình đang giảm cân nên mình ăn nhiêu đây đủ rồi. Một chút nữa đói xuống ăn tiếp. Trời ơi đến tối còn mấy tập nữa. Nhiều hiệp lắm. Nói chung là mình phải đói thì mình ăn nó mới ngon chứ không ăn nhiều, ăn mà vừa đủ là được ngưng. Ăn quá no là mệt. Ăn no cái đi ngủ là mập. Ê, chúc mày đừng đi ngủ nha. Tâm đi lắm. Dù chúc Linh ngủ nhưng mà ngủ ké mà. Ngày nào mà không vậy. Thì đây là một cái clip về mình chia sẻ về đám giỗ ở Mỹ. Để cho mọi người có thể xem là của những người Việt đang sinh sống ở Mỹ có làm đám giỗ hay không, có như thế nào hay không. Thì đây mình cũng xin chia sẻ luôn là hầu như là những gia đình Việt Nam mình ở đây là ai cũng làm hết. Bởi vì ai cũng phải nhớ ông bà là làm đám giỗ. Nhưng mà họ không có cơ hội chia sẻ cho mọi người trên YouTube. Tại vì nhiều khi họ không có làm YouTube. Như mình thì mình có làm YouTube cho nên mình chia sẻ với mọi người. Mọi người xem chơi cho vui. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Bầu Trời Kali. Hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo. Chồng ăn cái kia. Ê, ăn kia review. Ăn kia gì? Rau câu của tôi làm. Ngon mà. Lấy cái nĩa, đem ăn lấy cái nĩa. Chết. Ăn rau câu để biết mùi vị nó lại sao. Tiếc nó không cho bay các bạn. Nó kêu ngồi lại. Cho hồi bay sao. Còn cái món này của nó. Để thưởng thức cái món rau câu. Nếu mà ngon mốt mình sẽ làm một clip mình chia sẻ cách làm rau câu này. Còn nghi lắm, còn nghi thế nào cái món rau câu cũng phải có cái nước cốt dừa trong đó. Thì đúng hậu quả là không sai. Nè mà. Anh ăn đi. Đó. Đây. Mọi người ăn đi cho ăn review rồi chứ. Nó kiếm cái bự nhất. Bởi vì tôi thấy mà. Mốt từ trong đây ra thôi, ra tới đây rồi phải bóc bằng tay chứ còn rớt. Nó rớt tùm lum hết. Đòn rụng rồi. Em trong này nó thơm không? Trong này là rau câu hay là nước dừa? Em nói thiệt đi, em thấy nó thơm phần nước dừa trong này nữa. Thì nước dừa nữa. Thơm phức không? Thơm phức không? Nó có mấy mùi giống luôn. Độ ngọt cũng dừa đúng không? Lá dừa. Này dễ biết rồi. Gì nữa? Ngon. Anh nghe em nói có cà phê nhưng mà không gì lạ tại vì anh đang uống cà phê. Ngon thỉ. Ngon. Quá đẹp. Ngon. Giờ bay được chưa? Được rồi. Bay. Ta bay đó. Bay đi. Rồi. Nó thơm dễ sợ luôn. Cái lá dứa mà là lá dứa tươi luôn, xay ra luôn á. Ôi vậy hả?